Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 68 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, trong hai tròng mắt lộ ra quang mang oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm quả duy nhất trên đại thụ che trời màu trắng. Trạc Nghiên giọng căm hận nói: "Chẳng lẽ ngươi nhất định phải chính mình chọn chủ sao? Không được, ta tuyệt đối không thể cho ngươi làm như vậy được. Ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ không cho ngươi làm như vậy đâu." Nói rồi, thân ảnh chợt lóe lại vọt tới dưới đại thụ che trời. Nàng nhẹ giọng tự nhủ: "Tổ Mộc, ngươi phải phù hộ Trạc Nghiên. Chỉ có Trạc Nghiên mới có thể cho Tu La nhất tộc một vĩnh cửu bình an." Đại thụ che trời tự hồ nghe hiểu lời nàng nói, quang mang màu vàng vốn thu liễm khởi tới đột nhiên đại lượng lóe lên, trong nháy mắt liền lại đem thân thể nhanh nhẹn đến chí cực của Trạc Nghiên đánh bay ra ngoài. Lần này thương thế tựa hồ phi thường nặng, nàng nằm trên mặt đất, quần áo màu phấn hồng dính đầy bùn đất, trong miệng thổ ra cả máu tươi 3 lần. Mới cố sức đứng lên, trên mặt vốn hồng nhuận một mảnh hắng giọng, nàng gắt gao nắm chặt tay, trừng mắt nhìn đại thụ che trời, sau một hồi lâu mới thở dài bất đắc dĩ buồn bã xoay người rời đi. Bạch quang chợt lóe, một đạo kim sắc môn hộ lại mở ra. Trạc Nghiên thở dài, lầm bầm hướng ra phía ngoài bước tới: "Nếu ngay cả Tổ Mộc đều không nhận ta rồi, vậy nói cách khác, ta cũng không cần đối với nó có tình nghĩa gì nữa. Được rồi, hay dùng cái phương pháp kia đi. Bất quá, ta thật sự không cam lòng." Vừa nói, phấn sắc thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt liền bay khỏi nơi đây. Mà Tát Hải cũng không có theo thân ảnh nàng rời đi. Sau khi thấy Trạc Nghiên rời khỏi, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười trào phúng: "Tiểu nha đầu này thật ra rất tham lam, cũng vọng đồ tại lúc Tu La chí bảo không thành thục liền mạnh mẽ ép để nó nhận chủ ư? Tuy nhiên tu vi ngươi quá yếu, cho dù chí bảo hoàn chỉ có 3 thành lực lượng, so với trưởng thành ngươi cũng vô pháp thừa nhận. Với tu vi như vậy mà ngươi muốn thu phục được nó sao?" Lắc lắc đầu, Tát Hải nghênh ngang đi tới vị trí Trạc Nghiên vừa mới quỳ xuống đất, đồng dạng cung kính quỳ trên mặt đất, cực kỳ chân thành dập đầu lại 3 cái. Vừa lại, một đạo quang mang tràn ngập linh tính xuất hiện tại dưới chân hắn, mà đại thụ che trời cũng thu liếm quang mang, đúng là không có địch ý gì. Đứng ở dưới đại thụ, vẻ mặt Tát Hải sùng kính vuốt ve vỏ thân cây đại thụ, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái thật tình. "Tổ Mộc à, Tổ Mộc, lúc trước nếu không phải Tát Hải ta không tu luyện công pháp do ngài tặng, có lẽ ta đã trở thành Tu La tộc chí tôn rồi chăng?" Đại thụ không hề có động tĩnh, chỉ có quả màu nhũ trong đính trên đại thụ không ngừng lưu động quang mang kỳ dị. Tát Hải tự giễu cười, tiếp tục lẩm bẩm: "Tuy nhiên Tát Hải ta là Tu La tộc dị nhân, lại có cơ thể giống như thiên nhân, thế mà là Tu La tộc nhân, đây là lão thiên trêu chọc ta rồi." Ngón tay hắn chỉ lên bầu trời quát lạnh nói: "Cho nên ta tình nguyện tự nghĩ ra công pháp, cũng không muốn tu luyện ngài tặng cùng với công pháp khác. Chính là bởi vì ta không phải Tu La nhân, cũng không phải thiên nhân, ta muốn một mình sáng lập không gian của chính mình, một mình sáng lập ra tính mạng, chính mình ta ấn ký tính mạng. Hôm nay không gian đã đại thành, sau đó là lĩnh ngộ sáng tạo tính mạng trung cực ý nghĩa rồi." Trong đôi mắt hắn thần quang lấp lóe, nhìn quả màu trắng nhũ đính trên đại thụ vừa mới làm Trạc Nghiên bị thương kia, trong mắt ánh lên tham lam đại thịnh, thì thào nói: "Mà nuốt Tu La chí bảo này, ta có thể cũng làm ra tính mạng rồi à." Nói xong, hắn đột nhiên phóng lên cao, 5 ngón tay hướng quả chộp tới. Đại thụ che trời đột nhiên diêu động đứng lên, tựa hồ như phẫn nộ do hắn đã mạo phạm. 1000000 đạo kim quang chợt từ trên đại thụ trực tiếp bắn đến, thẳng hướng thân thể Tát Hải đánh sâu vào. Chỉ là đến ngay cả Đế Thích Thiên cũng đều phải kiêng kỵ Tát Hải 3 phần. Mắt thấy giống như Trạc Nghiên dễ dàng đối phó, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân đột nhiên biến ra 100 vết rách không gian đen ngòm, trong nháy mắt liền đem quang mang màu vàng đánh úp về phía hắn cắn nuốt vào. Thân ảnh của hắn cũng là dường như không ngừng vươn tới quả màu trắng nhũ, ngón tay bên tay phải của hắn đã có thể chạm tới quang mang. Đại thụ diêu động chớp phát lợi hại lóe lên, linh quang bốn phía đột nhiên hướng bốn phía nó ngưng tụ lại, thanh âm linh khí ngưng tụ siêu siêu giống như đại thụ phát ra tiếng hống phẫn nộ. Chớp mắt liền đã hình thành một cái lãnh nhận hình nguyệt, cao 1 trượng, dài 3 thước, một cái lãnh nhận hoàn toàn do linh khí tạo thành. Vù, tay phải Tát Hải lúc này đã chụp vào trên mặt của quả lãnh nhận, cũng là thúc địa tập kích tới, khiến cho hắn không nhịn được vội vàng ngăn lại.
Bỗng dưng quả nhũ màu trắng cũng trong nháy mắt bính phát ra quang mang cực kỳ cường đại, tựa hồ mang theo chút hấp lực đưa tay hắn hút chặt tại trên quả, khiến cho hắn không cách nào rút tay ra để đối phó với lãnh nhân. Tát Hải hét lớn một tiếng, mấy trăm vết sách không gian lại che kín toàn thân, muốn đem lãnh nhận cắn nút xuống. Chỉ là lãnh nhận đúng là không chút nào bị ảnh hưởng, trong nháy mắt liền phách tới trước mặt hắn. Từng đạo khí tức lãnh lệ chí cực làm cho hắn tịnh không kìm hãm được lạnh cả người. À, phá cho lão tử! Chỉ thấy dưới sự kinh hãi của Tát Hải, trước mặt hắn một đạo khe hở không gian dài gần nửa trượng đột nhiên xuất hiện. Lãnh nhận cùng với cái khe dính đánh vào nhau, đồng thời trong nháy mắt liền mất đi đại bộ phận quang mang, lưu lại một chút kích lực trên ngực Tát Hải. Lãnh nhận liền biến mất. Một đạo huyết quang thoáng hiện, hắn thiếu chút nữa bị lãnh nhận chém rách bụng. Tát Hải trên trán mồ hôi lạnh toát toát ra lưu lại. Lại nói tới quang mang của quả cũng ảm đạm dần xuống, dần dần hấp lực cũng buông lỏng ra. Phốc một tiếng, hắn từ trên quả rơi xuống, tựa ở dưới cành cây của đại thụ che trời. Mà đại thụ cũng tựa hồ bởi vì vừa rồi mới kích một kích tiêu hao quá nhiều lực lượng, cũng mặc cho hắn dựa vào, không chút nào để ý tới. Sau một lúc lâu nghỉ ngơi, Tát Hải mới từ từ ung dung đứng dậy, ngẩng đầu nhìn quả màu trắng đính trên phía nhành cây kia. Chỉ thấy quả như vừa rút nhỏ lại một vòng, vốn bộ dáng quang thải bức nhân nay đã trở nên ảm đạm, không có lưu động, phảng phất giống như bị thương lặng. Hắn nở nụ cười hai tiếng ha ha, trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý, nhìn đại thụ che trời đắc ý nói: Tổ Mộc a Tổ Mộc, ta biết ngươi thông thần, nhưng mà ngươi thật sự không nên ngăn cản hậu nhân ngươi lấy được chí bảo. Chúng ta đều là hậu nhân của ngươi, ngươi không cho chúng ta, vậy còn cho ai nữa đây? Hôm nay tốt lắm, chí bảo này bị ta làm cho tiêu hao một phen, không có thời gian ngàn năm sợ rằng cũng vô pháp phục hồi như cũ. Ta thật muốn nhìn sau trăm năm chí bảo rơi xuống đất, tiên thiên tính đã bị thương tổn, chí bảo sẽ có đại uy lực cỡ nào đây? Tát Hải đắc ý, vốn đó là quyết định chủ ý, nếu không đoạt được bảo bối này lại không tiếc tất cả thủ đoạn đem nó phong ấn 1000 năm. Nhưng không có tưởng vừa rồi mới bị Trạc Nghiên một phen động tác ngược lại thành toàn cho hắn, để cho hắn không cần phải hao phí nhiều khí lực phong ấn chí bảo này. Nghĩ vậy, Tát Hải cười to: Trạc Nghiên, ngươi quả nhiên là nha đầu tốt mà, cũng không uổng công ta ngàn ngàn năm trước giúp ngươi tu hành. Không có ngươi tiêu hao năng lượng, tổ mộc và bảo bối, Tát Hải ta há có thể đem bảo bối này thương tổn đến dễ dàng như vậy sao? Đang lúc cười cười, hắn hé mạnh miệng, một búng máu phun ra, sắc mặt thoáng chốc chuyển thành trắng bệch. Tát Hải hung ác chừng liếc mắt nhìn đại thụ che trời, kim quang ảm đạm, trên mặt lại hiện lên nụ cười, lớn tiếng hừ hừ rồi rời đi. Mà lúc này Trạc Nghiên mới vừa mới tới chân núi, đương lúc nàng mở thông đạo đi tới thì kinh ngạc phát giác tám thanh nữ tân tân khổ khổ nàng bồi dưỡng ra cũng toàn bộ không còn bóng dáng đâu nữa, không khỏi nhất thời bạo nộ, hé ra mặt khí trắng bệch. Đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, Trạc Nghiên mới nhấc chân mắng: Tám tiện nhân các ngươi, ngàn vạn lần đừng để ta bắt được, nếu không ta nhất định là người thứ nhất giết các ngươi. À không, ta sẽ đem các ngươi đưa cho binh tốt ở trong cửa hoàng thành làm cho vui cho bọn họ. Nói xong, thân ảnh nàng chợt lóe, để lại tại chỗ đầy trời sát khí oanh nhiễu. Vừa tại lúc nàng mới rời đi không lâu, một đạo thân ảnh lảo đảo từ trong thông đạo chạy đến, trên mặt thương tự mang theo một tia kinh hoàng và sợ hãi, một bên bảo trì một bên mắng to: Quỷ thông đạo bình chứng này thiếu chút nữa đem lão tử hại chết rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày ta hủy diệt ngươi. Nói xong, bóng người cũng chợt lóe, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mà lúc này bốn người Tần Vũ một đường du sơn ngoạn thủy, một đường dốc lòng tu luyện, rốt cuộc 3 năm sau cũng theo bóng dáng của Tu La Thành. Mấy người Hồng Quân cũng vượt qua thiên sơn sơn mạch hiểm ác trọng địa, đi tới bên ngoài Tu La Thành. Một tòa cung điện cao lớn tọa tại trên bình nguyên, tường thành cao tới 10 trượng đem cả thành vây quanh, đến nước cũng không chảy qua được. Đứng ở đỉnh núi, Hồng Quân ngắm nhìn Tu La Thành nguy nga liên miên, dưới ánh trời chiều tản mát ra quang mang màu vàng nhàn nhạt. Một cỗ xúc động đã lâu không thấy tại trong lòng trong lúc đó chợt lóe ra. Huống Thiên Minh quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt toát ra thần sắc thương cảm, thì thào lẩm bẩm: Cha, cha có thấy không, nhi tử của cha rốt cục đã về tới cố hương, về tới gia hương của cha rồi, nó vẫn như trước vô cùng trắng lệ, vô cùng nguy nga. Hồng Quân vẻ mặt chăm chú nhìn Tu La Thành tràn ngập hơi thở thần bí, làm cho người ta hướng tới, chắp tay mà đứng, một lời không nói. Tại một mặt khác của Tu La Thành,
Trên bình nguyên, bốn người Tần Vũ cũng đang cẩn thận quan sát Tu La Thành này phiêu phủ trong giữa không trung. Con mắt Tần Vũ có chút nheo lại, nhàn nhạt nói: Tu La Thành này thoạt nhìn có chút tráng lệ, có một cỗ lực lượng rất kỳ lạ giữ thành, cũng khó trách thành này tràn ngập cảm giác thần bí như vậy. Nói xong, con người hắn trực tiếp nhìn thẳng phía tây của Tu La Thành. Nơi đó đúng là thánh địa của Tu La tộc Tổ Mộc. Tại giữa ánh mắt Tần Vũ chậm rãi dao động, tự hồ hoan nghênh, vừa lại tự hồ như chẳng để ý. Cũng trong lúc đó: Phế vật, đều là một đám phế vật, tiếp tục tìm cho ta, bắt được các nàng, ta muốn đem các nàng đưa đến thành vệ đội. Tựa ở trên nhuyễn tháp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trạc Nghiên trắng xanh một mảnh, lửa giận tận trời, nhìn tướng lĩnh Tu La tộc phía dưới, lớn tiếng ra lệnh nói: Khuê Xanh đi Bích Thành, các ngươi lại không biết làm như thế nào là sao? Khuê Nguyên, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách phòng vệ Tu La Thành, phái người lập tức đi tìm Thanh Bình các nàng cho ta. Tìm được rồi, trực tiếp phế đi nguyên hạch bọn chúng, đem nhập vào trong vệ đội thành. Một người thân hình cao lớn, mặt tương đối hung ác, sáu cánh Tu La tướng lĩnh một lời không nói quỳ xuống, mang theo đầu khôi hung hăng cúi xuống một chút, liền lĩnh mệnh hướng đi ra phía ngoài. Chín đại thành chủ đều đã tới chưa? Đã thấy Khuê Nguyên rời đi, Trạc Nghiên sắc mặt bình tĩnh lại rất nhiều, hít sâu một hơi, khống chế được sự tức giận của mình, thanh âm thoáng nhẹ chút hỏi: Bọn họ có mang đến chí bảo trấn môn các thành hay không? Một người lớn tuổi bảy cánh Tu La nhân đứng dậy cung kính đáp: Bệ hạ, bọn họ đều đã tới, hiện nay đang ở Lăng Tiêu Các nghỉ ngơi, có muốn mời bọn họ đến hay không? Trạc Nghiên khoát tay, ánh mắt lộ ra một đạo quang mang ngoan lệ, lạnh lùng nói: Không cần, cứ cho bọn họ tại Lăng Tiêu Các tu luyện đi, đến lúc cần bọn họ thì thông chi cho bọn họ. Tu La nhân bảy cánh lui trở về. Lúc này trong đại điện chỉ còn bốn gã nam tử Tu La tộc và một nữ tử Tu La tộc. Trạc Nghiên đánh giá năm người một chút, nghĩ đến vừa rồi không thấy bóng dáng tám người Thanh Bình, trong lòng lại nổi lên lửa giận. Trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo quang mang màu đỏ, nhất thời đưa nhuyễn tháp bằng cột đá đánh nát. Nàng hung ác nói: Sắp tới sẽ có rất nhiều người tâm địa bất chính tới Tu La Thành, thậm chí ngay cả thiên giới Đế Thích Thiên cũng đi tới xem náo nhiệt. Các ngươi cần phải hào hào thủ môn thánh điện, nơi đó có các loại bảo bối và tu luyện công pháp của Tu La nhất tộc chúng ta ngàn năm truyền thừa. Mọi người cùng lên tiếng đồng thanh. Tu La tộc nữ tử sáu cánh nhẹ giọng nói: Bệ hạ, vì sao còn muốn cho bọn họ vào thành nữa đây? Một khi mở ra Tu La luân hồi đại trận, cho dù là Đế Thích Thiên cũng vô pháp xông tới mà. Đồ ngốc! Trạc Nghiên trừng mắt nhìn nữ tử lãnh thanh nói: Đế Thích Thiên hôm nay đã đạt tới hoàng giai tu vi, chỉ dựa vào thiên đạo chi nhận trong tay hắn, chúng ta đã không chiếm được chỗ tốt rồi. Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng bằng vào hộ thành đại trận thôi là có thể ngăn cản hắn sao? Nữ tử bị Trạc Nghiên đột nhiên quát lạnh dọa một cái, cầm như hến lui trở về, cũng không dám liếc mắt nhìn nàng nữa. Chỉ là lúc cúi đầu xuống, trong con ngươi xẹt qua một tia quang mang ác độc, tựa hồ đối với Trạc Nghiên cực kỳ bất mãn. Trạc Nghiên nhìn nữ tử lui trở về, tựa hồ đã nhận ra lệ quang trong mắt nàng, cong môi cười nói: Mộc Phi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói không đúng sao? Thuộc hạ không dám. Nữ tử tên là Mộc Phi vội vàng quỳ xuống đất. Mặc dù trong lòng nàng đối với Trạc Nghiên rất là bất mãn, nhưng dù sao trước mắt nữ tử có vẻ cười đùa bất hảo này cũng không phải nàng có thể đắc tội được. Nếu ngươi không tin lời ta nói, vậy ta đồng ý ngươi đi thử công lực của Đế Thích Thiên. Bàn tay trắng nõn nhỏ bé của Trạc Nghiên hạ xuống phân phất, con ngươi trong như nước hiện lên một tia hưng phấn, đột nhiên nở nụ cười. Chủ ý này quả không sai. Đúng rồi, Đế Thích Thiên tu vi mặc dù đã tới hoàng giai, nhưng ta và hắn còn chưa có động thủ qua. Ngươi đi thử trước cũng tốt, biết người biết mình, trăm trận trăm thắng. Mộc Phi, nhiệm vụ này ta giao cho ngươi vậy. Nhìn trên mặt Mộc Phi lộ ra thần sắc sợ hãi, nàng ác tác hả hê vang khắp phủ trưởng, cười to nói: Nhớ kỹ, đây là nữ hoàng ra lệnh cho ngươi, nhất định phải thử làm cho hắn lộ ra công lực chân thực, nếu không ngươi cũng không cần trở lại nữa. Nói lời cuối cùng, Trạc Nghiên sắc mặt đã âm trầm xuống, thanh âm càng lãnh khốc vô tình. Từng đạo âm phong từ trong đại điện thổi qua, để cho trong đại điện bốn gã Tu La tộc nam tử đều cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn nụ cười ác ma trước mắt. Bệ hạ, Mộc Phi tu vi quá thấp, sợ rằng không cách nào đảm đương. Mộc Phi sợ đến mặt mày thất sắc, trên trán khiết bạch nhẵn mịn như trên bàn đá, từng đạo tia máu từ trên trán thoáng hiện ra, nàng cơ hồ phát khóc. Trạc Nghiên lạnh lùng nhìn Mộc Phi không ngừng van xin, lòng cứng như sắt.
thẳng đến khi một đạo tơ máu trên trán nàng chậm rãi chảy xuống mới nhàn nhạt nói: "Không cách nào đảm đương, ngươi hãy tự lo đi, Tu La thần điện của ta không dung dưỡng phế nhân, nhớ kỹ lập tức đi tìm Đế Thích Thiên, đi thử công lực chân thực của hắn." Đang nói thấp xuống, thân ảnh Trạch Nghiên mạnh mẽ biến mất tại trên huyễn tháp. Trong không khí, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào trong tai năm người: "Thông chi cho thượng phổ, hạn cho hắn trong vòng 10 năm đưa tới cho ta 1000 tên tù phạm, ta có chỗ cần dùng." Còn lại 4 người đang quỳ trên mặt đất đều dùng ánh mắt có chút hả hê nhìn Mộc Phi. Thanh âm lạnh lùng của Trạch Nghiên tại trong đại điện chậm rãi phiêu tán. Hồi lâu sau, sắc mặt Mộc Phi mới khôi phục lại, đã thấy ánh mắt 4 người kia, nàng hừ nhẹ một tiếng, trên trán quang mang chợt lóe, bộ dáng vốn bị thương chảy máu tươi nhất thời khôi phục nguyên trạng, liền cứ như vậy hướng bên ngoài đại điện đi đến. Mà chân núi Thiên Sơn gần chỗ Tu La Thành, nơi Tu La Bình Nguyên lan tràn tới phương xa, Hồng Quân dùng thần thức dễ dàng đưa cả Tu La Thành dò xét một lần, xoay người nhìn phía Huống Thiên Minh và Lãnh Diễm Phỉ, trong ngực ôm Bạch Viên đã thu nhỏ lại đang vui đùa cùng Tôn Thiên, sắc mặt lạnh lùng cười nói: "Cha lập tức tới rồi, hầu tử ngươi cũng nên khôi phục trí nhớ thôi." Tôn Thiên phiết phiết miệng ảo não cả giận nói: "Lão tử không muốn khôi phục trí nhớ, ngươi mà bức ta, ta liền tự báo." Hồng Quân cười lăng lắc đầu, cũng không để ý đến sự bạo nộ của Tôn Thiên, ngược lại nhìn Huống Thiên Minh thật thà nói: "Tu La chí bảo đã bị thương tổn, linh khí tuyết lý ước năm tiêu hao gần hết, tự hồ đã yếu đi rất nhiều rồi." Bên ngoài, Huống Thiên Minh biến sắc, nhắm con mắt lại phóng xuất thần thức. Rất lâu sau đó hắn lạnh lùng nói: "Đúng vậy, nó thông chi với ta, nó nói nó mệt chết đi, tiêu hao nguyên khí rất nhiều, để cho nó không cách nào tiếp tục sinh trưởng được nữa rồi, chỉ có thể bị bức bách lâm vào cảnh hôn mê thôi." Tóc dài theo gió phiêu vũ, trên khuôn mặt anh tuấn của Huống Thiên Minh lộ ra một tia sát khí ngưng kết thành thực chất. Hai mắt nhìn hướng Tu La tộc thánh địa, bỗng nhiên quát to: "Ta nhất định sẽ có nó." Hồng Quân một điểm cũng không kỳ quái, vì Huống Thiên Minh có thể cảm nhận được Tu La chí bảo, hơn nữa còn ý chí câu thông. Phải biết rằng Huống Thiên Minh là do Thiên Mông chế tạo ra, thân thể hắn thậm chí linh mẫn, từ khi sinh ra cho tới nay đã vững vàng khắc lên ấn ký của Thiên Mông, không khắc nào là không tản ra khí tức của Thiên Mông cả. Mà tại trong trí nhớ truyền thừa Thiên Mông lưu lại cho chính mình, Tu La chí bảo chính là từ trên tay hắn tung hoành. Cho dù là Tu La tộc đế quân các đời sau trong tay tiếp thụ tới, mà tại trước lúc hắn nhảy vào lục đạo luân hồi đã dùng đại thần thông ngạnh sinh đem Tu La chí bảo thiên đạo chi nhận của hắn phân liệt thành hai nửa, một nửa tự thân mang cùng theo chuyển thế sống lại, một nửa còn lại giao hoàn toàn cho Tu La tộc tổ mộc. Hồng Quân cũng biết thiên đạo chi nhận tổng cộng chia làm 3 khối, một khối là thiên đạo chi nhận trong tay Đế Thích Thiên, một khối tại trên tay Tu La đế quân, mà một khối trọng yếu nhất cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua, cho dù là đế quân hai tộc đầu tiên cũng không biết đi nơi nào mà tìm, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua khối thiên đạo chi nhận này. Mà Thiên Mông khi lưu lại nửa khối thiên đạo, hôm nay cũng vì hắn chia ra 2 bộ phận, một bộ phận tự nhiên là Thiên Mông trong khi chế tạo ra Huống Thiên Minh gia trì trong nguyên thần thiên phú của hắn, một bộ phận còn lại là tại trong vô danh không gian sau khi Hồng Quân tiếp nhận truyền thừa tìm được bộ phận thiên đạo. Trên mặt lộ ra một nụ cười, Hồng Quân nhìn vẻ mặt kiên định của Huống Thiên Minh nhẹ giọng nói: "Ngươi sẽ có được nó vốn là thuộc về ngươi." Nói rồi đột nhiên sắc mặt hắn trắng nhợt, một đạo cường quang từ trong thân thể thoáng hiện đến, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối lãnh nhận lớn đang lóe ra quang mang thánh khiết, tựa hồ hoàn toàn do linh khí cấu thành. "Ngươi làm cái gì thế?" Thấy Hồng Quân làm như vậy, Huống Thiên Minh đột nhiên kinh hãi lên, vội vàng đưa một đạo nguyên khí vào trong cơ thể Hồng Quân, đem cơ thể lung lay muốn ngã của hắn ổn định lại, không hờn giận chất vấn nói: "Ngươi muốn làm gì? Thiên đạo của ngươi hôm nay là do cha ta tặng cùng với bộ phận của ngươi, sớm nó cùng với Hồng Quân ngươi kết hợp thành một thể. Ngươi bước ra như thế sẽ làm tu vi của ngươi thụt lùi lại, ngươi biết không hả?" Hồng Quân cười cười lắc đầu nói: "Mục đích Thiên Mông sư phó truyền thừa cho ta cũng chỉ là vì bảo trụ mầm sống thiên đạo này. Có lẽ sau khi hắn trở thành trường khống giả sẽ kinh hãi nhận ra cương thi nhất tộc các ngươi đã bị ác nhân bách hại, sanh sợ các ngươi không cách nào kiên trì chịu nổi, cho nên mới không có đưa tất cả thiên đạo truyền thừa cho các ngươi." Hồng Quân dừng lại nhìn Huống Thiên Minh, trong ánh mắt lộ ra nụ cười ấm áp chỉ có bằng hữu mới có thể có. "Mà hôm nay ngươi đã rất kiên trì, lại được Tả Di tu bổ lại nguyên thần, tin tưởng không lâu sau ngươi sẽ có thể đạt tới biến thân lần thứ 6.
mà tới khi đó thiên đạo đối với ngươi mà nói chính là cực kỳ trọng yếu. Hồng Quân nói cũng không có sai, bởi vì Huống Thiên Minh có thể đoán được một ít chuyện tương lai đặc thù cũng không có nói cho Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ. Tại trong Tu La giới, hắn cho tới bây giờ cũng không có hiển lộ qua, bởi vậy không biết là cố ý hay là vô tình, hai người đều quên cái đặc thù này. Quang mang chợt lóe, Huống Thiên Minh toàn thân chấn động, đã được Hồng Quân ngạnh kháng, đem thiên đạo nhét vào trong nguyên thần của hắn. Mà Hồng Quân giờ phút này sắc mặt đã trắng xanh đến chí cực, thoáng hồng thoáng trắng không ngừng chuyển đổi, làm cho người ta nhìn thấy thì không nhịn được rất là lo lắng. Lúc này Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên đều là vẻ mặt chú ý nhìn Hồng Quân và Huống Thiên Minh ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong lòng hai người hiểu được, sợ rằng sẽ sắp phát sinh một số chuyện làm cho cả Tu La giới phải khiếp sợ. Từng đạo quang mang có linh tính quấn quanh người Huống Thiên Minh, khiến cho khuôn mặt vốn anh tuấn của hắn lại thêm một tầng linh khí thần bí che lại. Giờ này hắn như một pho tượng cổ, những nét tinh tế trên khuôn mặt lóe ra, khiến cho người khác vô pháp chuyển động con người đi chỗ khác. Đôi mắt đẹp của Lãnh Diễm Phỉ dừng lại trên khuôn mặt hắn, không ngừng lóng lánh vẻ ngưỡng mộ và thần sắc sùng bái. Mà lúc này Tôn Thiên lại đưa ánh mắt chú ý đặt trên người Hồng Quân. Hắn biết hắn sắp được nhìn thấy cha của Hồng Quân, nếu không muốn bị người mà Hồng Quân và Huống Thiên Minh rất sùng bái cưỡng chế khôi phục trí nhớ tiền kiếp, thì hắn phải cam đoan Hồng Quân không xảy ra việc gì, nếu không cái vị cường giả kia đột nhiên nổi giận với mình. Dù sao cường giả rất ít khi nói đạo lý, chỉ là tình huống trước mắt đối với Hồng Quân không phải là quá tốt. Một đạo thanh khí đang quần quanh thân hắn, sắc mặt một mảnh tái nhợt, ngay cả một nửa tia huyết sắc cũng không có. Giờ phút này trông hắn như một người sắp chết, tử khí dồn dập lượn quanh. Đột nhiên Hồng Quân hé miệng phun ra một ngụm máu tươi, vô lực mở mắt. Hắn liếc nhìn Tôn Thiên đang nhìn mình với con mắt rất quan tâm, tựa hồ hắn hiểu được Tôn Thiên đang lo lắng cái gì, khẽ cười nói: "Ta không sao, chỉ là mạnh mẽ bức thiên đạo chi nhận từ trong nguyên thần ra nên chỉ bị thương tinh thần thôi, cho ta một chút thời gian ta sẽ khôi phục lại." Tôn Thiên có chút xấu hổ cười cười, hai tay xoa xoa vào nhau, không biết nói cái gì liền hỏi: "Thiên đạo chi nhận rốt cuộc là cái đồ gì vậy? Chẳng lẽ đây là Tu La tộc hoàng giả được thiên thưởng tứ vật sao? Nói như vậy chẳng lẽ Huống Thiên Minh chính là hậu duệ của Tu La tộc sao?" Tôn Thiên buồn bực nói thầm. Thế nhưng bộ dáng của hắn không giống nam nhân của Tu La tộc, hắn trông giống như người của thiên tộc vậy, như thế nào cũng không giống người Tu La tộc. Mặc dù Tôn Thiên chỉ là nhỏ giọng nói thầm, nhưng thanh âm lại có chút thô dã. Mà mọi người đều là người tu luyện nên đừng nói là mọi người đang trong cuộc nói chuyện này, chỉ cần họ muốn nghe thì cho dù có cách xa ngàn dặm thì cũng nghe được rõ ràng. Lãnh Diễm Phỉ với ánh mắt muốn giết người căm tức nhìn Tôn Thiên, về mặt lạnh lùng nói: "Nam nhân của Tu La tộc không lẽ phải có cánh dài và giống khỉ sao? Dựa vào cái gì mà nữ nhân của Tu La tộc chúng ta phải gả cho những tên nhìn như quỷ các ngươi?" "Giống như khỉ? Chẳng phải chửi Tôn Thiên là khỉ sao?" Hồng Quân cười trộm. Mặc dù tiền thế của Tôn Thiên là Tôn Ngộ Không, chính là thạch hầu nhất tộc, nhưng tại trước khi khôi phục trí nhớ, hắn cũng không nhận chính mình là khỉ. Cố nhịn cười, con mắt Hồng Quân liên tục quét đi quét lại trên người của Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ. Lúc này Huống Thiên Minh đã bước vào trạng thái yên lặng, đang toàn lực hấp thu thiên đạo chi nhận cùng dung hợp với nguyên thần của mình. Quá trình này cũng không nguy hiểm nên Hồng Quân cũng không lo lắng. Tôn Thiên thì ngược lại, nghe Lãnh Diễm Phỉ sỉ nhục chính mình thì không nhịn được tức giận vô cùng, rất nhanh muốn phản bác nàng nhưng không muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên đại biến. Con người kim quang lòe lòe, tràn ngập thần sắc sợ hãi, nhìn về phía sau lưng của bọn người Hồng Quân. Lãnh Diễm Phỉ đang cùng Tôn Thiên tiếp tục tranh luận, nhưng thấy ánh mắt của Tôn Thiên không phải dừng lại ở phía mình thì không khỏi sừng sốt. Sau nửa ngày mới quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng nhất thời đại biến. Một đạo thân ảnh cao ngất cùng với khuôn mặt anh tuấn, cho dù là bất kỳ cô gái nào hay nữ nhân của Tu La tộc thì cũng phải điên đảo vì khuôn mặt anh tuấn cùng làn da trắng trẻo không tì vết cực kỳ xuất chúng này. Tóc vàng theo gió tung bay, phảng phất như nam nhân của thiên tộc, cả người hơi thở tràn ngập khiến cho người khác cảm thấy an tâm. Giờ phút này, hắn lặng lặng đứng sau lưng Hồng Quân, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng ấm áp, không có nửa điểm khiến người ta cảm thấy được khí thế uy hiếp. Thế nhưng đối với một người đã bước một chân vào thiên đạo như Hồng Quân mà nói, người nam tử xa lạ này khiến cho hắn cảm thấy toàn thân một trận cứng ngắc. Một cỗ lãnh khí từ trong đáy lòng dâng lên, để cho hắn ngay cả xoay người cũng cảm thấy khó khăn. Trong cả không gian, nam tử kia mặc dù đứng ở đây nhưng Hồng Quân lại cảm giác không đúng như thế.
mặc dù hắn vừa mạnh mẽ bức thiên đạo chi nhận ra khỏi cơ thể, cho nên tinh thần trọng thương, nhưng cũng không khiến cho thần thức của hắn suy yếu đi chút nào. Vô luận là ai, chỉ cần trong phạm vi 10 dặm cũng không thể tránh khỏi thần thức của hắn điều tra. Mà nam tử này hiện tại đã đứng sau lưng Hồng Quân trong phạm vi không đến 5 dặm. Với tu vi của bọn họ, trong phạm vi này có thể khởi động tấn công, hoàn toàn có thể cùng với Hồng Quân bình khởi bình tọa ngang vai. Đối với cường giả, ta sẽ vô cùng tôn trọng bọn họ, cho nên ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không lợi dụng người khác lâm nguy, quay người lại đi. Thanh âm của kim phát nam tử rất bình thản, phảng phất như một người già cả vậy, sau khi lĩnh hội nhân sinh, lần sinh ra thần thái lạnh nhạt như vậy. Hồng Quân có chút thở dài một hơi, hai tay đưa lên, quang mang chợt lóe, khóe miệng vốn đang còn vương tơ máu, giờ phút này sạch sẽ vô cùng, đoạn khẽ cười nói: "Thế nhưng ngươi cho ta uy hiếp thật là lớn quá, để cho ta có một loại cảm giác khó mà cảm thụ được." Thoáng dừng lại một chút, Hồng Quân nghiêng đầu nhìn qua nét mặt phẫn nộ của Tôn Thiên. Lúc này trên người Tôn Thiên đã có một vòng sát khí đậm đặc, trong con ngươi lộ ra một đạo thần quang. Hồng Quân nhàn nhạt nói: "Tôn Thiên, lui ra, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, huống chi hắn không có sát ý." Nói xong, thân thể Hồng Quân khẽ nhúc nhích, Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ bỗng cảm thấy hoa mắt. Trong chớp mắt, Hồng Quân đã xoay người lại, đối mặt với kim phát nam tử lạ mặt, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười ấm áp. "Ngươi rất mạnh." Sau khi quan sát nam tử nọ nửa ngày, Hồng Quân nhẹ giọng nói: "Ngoại trừ mấy trưởng bối nhà ta ra, sợ rằng không ai địch lại ngươi. Thậm chí, ngay cả mấy vị trưởng bối đó, nhiều nhất cũng chỉ đánh ngang tay với ngươi, có lẽ bọn họ cũng vô pháp địch lại ngươi." "Trưởng bối của ngươi, tại sao ngươi dám khẳng định bọn họ không địch lại ta?" Kim phát nam tử tựa hồ có rất nhiều thời gian, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, có hứng thú nhìn Hồng Quân nhẹ giọng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi so với những trưởng bối mà ngươi nói còn mạnh hơn sao?" Hồng Quân lắc đầu, trên mặt lộ ra sự chăm chú cực kỳ khó khăn nói: "Cũng không phải ta so với trưởng bối mạnh hơn, bởi vì công pháp mà ta tu luyện không giống như bọn họ, mục đích theo đuổi cuối cùng cũng giống nhau, cho nên không cách nào so sánh được." "Vậy ngươi theo đuổi là cái gì?" Kim phát nam tử dường như bị Hồng Quân câu dẫn làm cho hứng thú, thản nhiên tò mò hỏi. "Ta sao?" Hồng Quân cười khổ, thần bí nói: "Ta theo đuổi chính là thiên, không có quyền quyết định vận mệnh của ta, đại cũng vô pháp hạn chế thân thể. Ta theo đuổi cực hạn của vũ trụ là cái cuối cùng tồn tại." Trên người hắn đột nhiên phóng xuất ra phần hào tình mà ngày thường khó gặp, cuồng phóng tới. "Ta tin tưởng Hồng Quân đạo của ta cũng sẽ không kém thiên đạo của các ngươi. Thiên đạo của các ngươi có sẵn 4 phần, nhưng Hồng Quân đạo do chính ta sáng lập, chỉ cần điểm ấy cũng đủ chứng minh ta có đủ thực lực đuổi theo giấc mộng của ta và thực hiện nó." Bốp bốp bốp, kim phát nam tử vỗ tay cười to, về mặt than thở và hâm mộ nói: "Nếu thiên giới của ta có được người trẻ tuổi như ngươi, sợ rằng không bao lâu Tu La giới sẽ hoàn toàn là vùng đất của chúng ta, Tu La tộc nhân sẽ hoàn toàn biến thành nô tài của chúng ta." "Chỉ là ngươi không phải người thiên tộc, thật sự rất đáng tiếc." Kim phát nam tử hình như nghĩ tới cái gì, ngữ khí đột nhiên trầm trọng, tiếc hận nói: "Một người trẻ tuổi xuất sắc như ngươi, tại sao không phải là người của thiên giới chứ? Tại sao hết lần này tới lần khác vừa mới xuất hiện đã suy bại ở Tu La giới rồi?" Hồng Quân lắc đầu: "Ta không phải người của không gian này, nói chính xác ta là người của một không gian khác tới đây." Nhìn thấy kim phát nam tử hiện lên sự kinh ngạc, Hồng Quân cười nhạt giải thích: "Lục đạo luân hồi có 6 cánh cửa, dĩ nhiên tồn tại 6 giới. Nếu nói chính thức, ta cũng là người đứng đầu một giới." Hắn đột nhiên nghĩ tới vô danh không gian tử giới có 3 gã trưởng khống giả bị cha tức giận giết chết, truyền thừa của thiên mông lại dành cho mình. Mặc dù không gian này đã trở thành hỗn độn, nhưng dù sao đó cũng là địa bàn của mình. Trên mặt kim phát nam tử kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, buồn bực nói: "Chẳng lẽ ngươi biết ta là ai sao?" "Ngoại trừ hoàng giả của thiên giới Đế Thích Thiên, còn ai trên người có thể phát ra hơi thở của thiên đạo chi nhận đây? Còn có người nào thiên nhân có thể mạnh mẽ thế này đây?" Hồng Quân thất tiếu nhìn kim phát nam tử, trong mắt đang hiện lên chiến ý mãnh liệt. Kim phát nam tử ha ha cười lớn: "Không thể tưởng được người thông minh và mẫn cảm đến như vậy, ngay cả hơi thở của thiên đạo chi nhận cũng có thể cảm giác được, quả nhiên không đơn giản." Tôn Thiên một bên vuốt miệng khinh thường nói: "Lại là thiên đạo chi nhận ư? Tuy nhiên tiểu quân dường như không thèm để ý,
hắn vừa bức cái vật quỷ quái đó ra khỏi cơ thể. Kim Phát nam tử không phải ai khác chính là thiên giới đế quân Đế Thích Thiên. Nghe được Tôn Thiên lầm bầm lầm bầu nói, con mắt hắn càng ngày càng sáng, ánh mắt hướng tới Huống Thiên Minh đang bước vào tịch diệt trạng thái. Một đạo nóng cháy bốc ra từ mắt của Đế Thích Thiên. Giờ phút này hắn rốt cuộc nhận thấy một đạo hơi thở mỏng manh của thiên đạo chi nhận. Đó là một cỗ hơi thở kỳ quái, tự hồ tràn ngập sát ý, lại tự hồ cực kỳ an tĩnh, im lặng. Loại hơi thở trái ngược này lại hài hòa phát ra cực kỳ mỏng manh. Nếu không phải chăm chú điều tra, cho dù là Hoàng Giai Đế Thích Thiên cũng vô pháp phát hiện là sự tồn tại của thiên đạo chi nhận. Hắn kinh ngạc nhìn qua Huống Thiên Minh, Đế Thích Thiên đột nhiên cười lớn, tự hồ đã nhận ra được điều gì đó. Hắn chỉ vào Hồng Quân rồi cười nói: Thiên Mông lão quỷ ơi, Thiên Mông lão quỷ, không thể tưởng được à, không thể tưởng được, người đã dùng khuôn mặt của thiên nhân sáng tạo trên thân thể của người tu la. Đế Tích Thiên sắc mặt cực kỳ cổ quái, dường như là gặp được chuyện rất buồn cười, ôm bụng cười một tràng dài, cơ hồ cười ra nước mắt. Mà quanh thân hắn một đạo khí tức khiến cho lòng người kinh hoàng run sợ chậm rãi dâng lên, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi phương viên hơn 10 dặm. Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ bị cỗ khí tức kinh khủng đến cùng cực ấy đánh sâu vào, nhất thời sắc mặt đại biến, rối rít toàn lực vận chuyển nguyên hạch trong cơ thể, điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía, cũng phóng ra khí thế bản thân để chống cự cố ý áp làm cho người ta sợ hãi ấy. Hồng Quân sắc mặt bình thản, nhìn bộ dáng của Đế Thích Thiên cười đùa cợt nhả, trong mắt của hắn lộ ra thần sắc châm biếm, cảm nhận được Đế Thích Thiên tản phát ra uy áp kinh khủng, khóe miệng hơi động, một đạo quang mang từ trong thân thể của hắn phát ra, đem thân thể run bần bật của Tôn Thiên cùng Lãnh Diễm Phỉ sắc mặt hết sức tái nhợt lảo đảo đứng không vững bao bọc vào trong đó. Buồn cười lắm sao? Một thanh âm lạnh như băng từ phía sau của Hồng Quân phát ra. Hồng Quân không cần quay đầu lại cũng biết Huống Thiên Minh đúng là đã thức tỉnh lại. Lãnh Diễm Phỉ đôi mắt đẹp giận dữ đang nhìn Đế Thích Thiên, lập tức liền tràn đầy vẻ mừng rỡ khôn xiết, quay nhìn về hướng Huống Thiên Minh. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Đế Thích Thiên quả thực vô cùng vui vẻ, cùng với Thiên Mông tranh đấu dòng giá suốt vạn năm cũng đều không cách nào phân định thắng bại. Cuối cùng hắn thần bí biến mất tại trong thiên khanh. Nguyên vốn cho là cái lão gia hỏa này đang giở trò ma kế quỷ gì đó, muốn dẫn dụ mình vào bẫy, cũng không hề nghĩ tới hắn vậy mà lại khăng khăng với ý định một lần nữa luân hồi chuyển thế, mà sau khi chuyển thế còn tạo ra được thế hệ nối tiếp mình, là lấy gương mặt của thiên nhân làm khuôn mẫu. Điều này làm cho Đế Thích Thiên rất là cao hứng. Thiên Mông cái lão gia hỏa này vào lúc cuối cùng vẫn còn cho rằng thiên nhân tộc nếu so với tu la tộc của hắn ưu tú hơn hẳn đây. Nhìn Huống Thiên Minh một thân sát khí chậm rãi đi tới trước mặt đám người Hồng Quân, Đế Thích Thiên trong mắt một lần nữa lộ ra nét cười hàm ý châm biếm, cũng khó mà che giấu, chỉ vào gương mặt anh tuấn của Huống Thiên Minh cười nói: Tiểu tử kia, ngươi nhìn xem mặt mũi của ngươi kia, bọn tu la tộc này xấu xí như ma, làm sao có thể có cái tư chất hoàn hảo như ngươi được đây. Mặc dù ngươi được thiên đạo chi nhận, nhưng bằng vào tu vi của ngươi hiện giờ vẫn như trước không cách nào hoàn toàn nắm trong tay cả tu la giới. Không bằng như vậy đi, ngươi tôn ta làm thầy, thật lòng dâng hiến ra thiên đạo chi nhận thuộc về ngươi, ta có thể cam đoan ngươi mãi mãi bất tử, mà còn vĩnh viễn trường quản tu la giới. Đế Thích Thiên trầm ngâm một chút, ngưng cười, nghiêm túc chăm chú nhìn Huống Thiên Minh. Tu la giới cùng thiên giới chúng ta đúng là tồn tại cao cấp nhất trong khắp cả không gian. Chính như tên tiểu tử kia đã nói, lục đạo luân hồi hẳn là chưa làm lục giới. Đợi đến khi ta thống nhất xong lục giới, ngoài tu la giới ra, ta sẽ để tùy ý ngươi chọn thêm một giới nữa, thế nào? Thanh âm của Đế Thích Thiên đầy sức hấp dẫn. Ngẫm lại đi, ta là tồn tại trí cao của thiên giới. Nếu như ngươi bái ta làm thầy, như vậy coi như là trong thiên giới, ngươi cũng chỉ dưới một người trên vạn người thôi. Huống Thiên Minh lạnh lùng nhìn Đế Thích Thiên, nghe hắn nói đến đây chợt ngắt lời: Ồ, vậy sao? Nếu ta muốn vượt thoát ra khỏi sự ràng buộc của thiên đạo, ngươi có thể cho ta không? Hắn miệt thị cười nói: Cho dù ngươi tập trung đủ ba khối thiên đạo chi nhận thì lại làm sao? Nhiều nhất bất quá trở thành thiên của mảng thiên này thôi. Thế nhưng ngươi vẫn như cũ sẽ bị vây trong mảng thiên này, lại làm sao có thể thoát ra ngoài đây? Càng không nói đến vượt thoát ra khỏi thiên đạo. Đế Thích Thiên ngẩn người ra, lời nói của Huống Thiên Minh khiến cho trong lòng hắn chợt rung động, rất ngạc nhiên thán phục, liếc nhìn Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh một cái, trong lòng thầm thở dài tự nhủ: Tư chất và thông minh của hai tên tiểu tử này thật vượt xa Tuyết Phong và Thiên Hồn,
lại có thể nghĩ tới điểm mấu chốt này. Đúng vậy, Đế Thích Thiên từ rất lâu trước đây đã hiểu được, cho dù tìm được đủ 3 khối thiên đạo chi nhận, cũng nhiều nhất bất quá là trở thành mảng thiên kia mà thôi. Tuy là đại biểu cho thiên đạo, nhưng vẫn như trước, vẫn phải chịu sự ràng buộc của thiên đạo. Điểm này không chỉ hắn hiểu rõ ràng, Thiên Mông cũng hiểu rõ ràng. Trong tu la giới và thiên giới, rất nhiều lão quái vật từ rất lâu tiềm tu càng hiểu rõ hơn. Thoáng trầm mặc một chút, Đế Thích Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định nói: ta trở thành thiên, như vậy chính là đại biểu cho thiên đạo. Nếu như ta không trừng phạt ngươi, vậy hóa ra thiên cũng không thể đối phó với ngươi. Như vậy, so với việc một mình ngươi lần mò tìm kiếm, há chẳng phải là dễ dàng quá sao? Hướng Thiên Minh châm biếm nói: đây là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Phụ thân của ta sáng tạo ra ta, tức là muốn ta hoàn thành ước nguyện của ông ấy, để hoàn thành tâm nguyện vượt thoát ra khỏi sự ràng buộc của thiên. Phụ thân của ta dám lấy thân mình ra thử nghiệm, không chút do dự đi vào trong lục đạo luân hồi kia, đồng thời còn sáng tạo ra cương thi nhất tộc chúng ta. Ngươi dám không? Trong mắt của hắn chứa đầy vẻ miệt thị, nở một nụ cười băng lạnh nói: ngươi có thể vứt bỏ tu vi hiện giờ, một lần nữa đi vào luân hồi không? Đế Thích Thiên trong đôi mắt vàng hiện lộ vẻ suy tư sâu sắc. Nghe Huống Thiên Minh lạnh lùng châm biếm, hắn cũng không có tức giận, mà sâu tận đáy lòng hắn thầm hỏi chính mình. Không sai, Thiên Mông vì trong tâm tư của hắn theo đuổi thiên đạo mà không tiếc buông bỏ một thân tu vi kinh thế hai tục, không tiếc buông bỏ cả bộ phận thiên đạo thuộc về hắn kia, lại càng không tiếc buông bỏ ngôi vị chí tôn của tu la tộc, mà dứt khoát đi vào trong lục đạo luân hồi một lần nữa tu luyện lại từ đầu. Chính mình có thể làm được như vậy hay sao? Huống Thiên Minh lẳng lặng nhìn Đế Thích Thiên, thanh âm hỏa hoãn đôi chút nói: hết thảy những việc phụ thân ta làm đều là tấm gương tốt và là mục tiêu cho ta theo đuổi. Ta hôm nay cần thiết đúng là tích lũy thời gian cùng lĩnh ngộ, mà không phải là sự hưởng thụ và cái quyền thế ấy. Đế Thích Thiên trầm mặc một hồi lâu mới ngẩng đầu chăm chú nhìn Huống Thiên Minh, gật gật đầu cười nói: người nói không sai, rất chính xác. Mặc dù con đường phía trước mờ mịt, nhưng chỉ cần giữ vững quyết tâm, cuối cùng ắt sẽ đạt đến mục tiêu của mình. Chẳng qua ta không thể cho phép xuất hiện bất cứ người nào vượt ra ngoài thiên đạo. Trong mắt hắn lộ ra một tia sát khí, nhìn Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh khẽ cười nói: bất luận là ai muốn vượt khỏi thiên đạo đều phải nhận chịu sự truy sát của ta, bởi vì ta chính là thiên này. Thanh âm của hắn rất nhẹ mà phảng phất như lão bằng hữu nói chuyện cùng nhau, không có xen lẫn một tia sát khí nào, nhưng có được niềm tin mãnh liệt làm cho bất cứ ai cũng không thể không tin phục, cùng với sát ý kia làm cho trong lòng người nơm nớp hoảng sợ. Cảm nhận được sát ý của Đế Thích Thiên đối với chính mình, Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc kiên định, cùng nhau nhìn về phía Đế Thích Thiên. Hồng Quân hăng hắc cười nói: đế tiền bối, dã tâm thật ghê gớm, lại có thể mưu đồ độc chiếm thiên đạo chi nhận. Chẳng lẽ ngươi không biết làm như thế là phải bị trời phạt sao? Huống chi, cho dù ngươi có thể chiếm được cả khối thiên đạo chi nhận kia, cuối cùng trở thành thiên thì có thể đạt thuận lợi, dễ dàng giết chết chúng ta hay sao? Tiền bối, không khỏi có suy nghĩ quá mức đơn giản rồi. Hồng Quân hăng hắc cười, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một vầng hào quang, giống như ánh sáng mặt trời chói mắt. Chỉ thấy cơ hồ đã trở thành một màn hào quang hình tròn trôi bồng bềnh trên bàn tay của Hồng Quân. Đúng là thiên tôn linh bảo Hồng Quân giới. Cảm nhận được quang cầu trên bàn tay của Hồng Quân tản phát ra khí tức cường đại, Đế Thích Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lạnh: đây là cái vũ khí cổ quái gì lại cường đại như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng giống như Tát Hải kia, cũng hình thành cho mình một không gian riêng biệt phải không? Hồng Quân lộ ra vẻ tươi cười, Hồng Quân giới trong tay quang mang bắn ra bốn phía. Dưới sự rèn luyện không ngừng của hắn nhiều năm qua, theo tu vi của hắn liên tục nâng cao, Hồng Quân đạo không ngừng hoàn thiện, cùng với lĩnh ngộ thiên đạo càng ngày càng sâu sắc. Hồng Quân giới kia cũng dần dần thoát khỏi hàng ngũ thiên tôn linh bảo, từng bước tiến lên cảnh giới cao cấp hơn, uy lực cũng càng tăng cao lên. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Đế Thích Thiên, Hồng Quân khe khẽ lay động Hồng Quân đạo một thoáng quang mang, từ từ thu liễm lại, bình thản nói: đây chính là Tu La Kim Nguyên Bảng, do Thiên Mông sư phụ dùng một thân tu vi ngưng kết mà thành, gặp ta trong lúc vô tình thu được và luyện hóa trở thành pháp bảo của chính ta. Hiện nay được gọi là Hồng Quân giới. Tự hình thành một giới ư? Ta chưa biết được, chẳng qua là đến nay cũng không thể so sánh với cái thứ kia của phụ thân ta, có thể sáng tạo ra các chủng loại sinh vật, cho nên vẫn không được xưng là tự hình thành một giới. Đế Thích Thiên lộ ra vẻ xúc động, người trẻ tuổi này quả là hùng mạnh, làm cho hắn có phần kinh ngạc.
tay phải chậm rãi vỗ về hướng Hồng Quân, nhẹ giọng quát: đã như vậy chúng ta hãy đọ sức một phen mới được. Ta cũng muốn xem toàn thân công lực của Thiên Mông lão quỷ kết hợp với luyện chế của ngươi sẽ mang đến cho ta cái ý nghĩa mới mẻ bất ngờ gì đây. Vừa nói xong, chỉ thấy không gian bên cạnh Hồng Quân đột nhiên vỡ nứt ra, một cái khe đen nhánh mang theo đạo đạo sát ý ngất trời tức thì đem Hồng Quân bao trùm lại. Hắc quang chật lóe mà dường như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua như thế, đó là không có hình bóng. Nếu như không phải Hồng Quân lúc này không có bóng dáng, Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ tất nhiên sẽ cho là chính mình hoa mắt. Đế Thích Thiên kia ra tay tập kích không khỏi quá mức quỷ dị, ngay cả động tác cũng không thấy nhích động chút nào. Hồng Quân lập tức đã bị cái khe không gian kia cuốn vào trong đó. Cái tu vi cao thâm này quả thực là làm cho người ta nghe nói mà giận cả người. Còn Húng Thiên Minh sắc mặt lại bình thản, không mảy may để ý đến việc Hồng Quân đột nhiên biến mất, chỉ lặng lặng coi chừng động tĩnh của Đế Thích Thiên, mắt lộ ra vẻ thản nhiên cười nhạo. Đế Thích Thiên sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, tịnh không có đắc ý chút nào, hai mắt gắt gao nhìn quanh quẩn phía sau Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên, chợt nhẹ giọng nói: nếu đã tới thì ra đi, trốn trốn núp núp mưu tính gì đấy. Trong không khí một cỗ ba động truyền đến, năm đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở trước mặt Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên đang trợn mắt há mồm. Chỉ thấy đứng đầu là một gã thanh niên nam tử, tóc dài xõa vai, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn tột cùng. Trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy, một đạo quang tuyến thấu suốt hết thảy làm cho người ta không tự kiềm chế được tâm tình bị cuốn hút vào. Tuy rằng không có khôi ngô anh tuấn như Huống Thiên Minh, thoáng nhìn qua liền sa vào tình cảm, nhưng lại càng thêm ý vị sâu xa, khiến cho người ta không kiềm chế được phải tìm đến. Huống Thiên Minh giờ phút này đã vô thanh vô tức bay tới trước mặt nam tử trẻ tuổi kia, cung kính hành lễ, trong ánh mắt toát ra thần sắc cực kỳ mừng rỡ, cười lớn nói: Tần bá phụ, cuối cùng gặp được ngài rồi. Phía sau nam tử trẻ tuổi, Hồng Quân đã không người mà đứng, thần sắc trên mặt sáng rỡ, vui mừng khôn xiết, chăm chú nhìn hình dáng hiền hòa ở trước mặt mình. Người vừa tới không là ai khác, chính là Tần Vũ. Chỉ thấy khóe miệng Tần Vũ thoáng hiện một nụ cười, nhìn Huống Thiên Minh gật đầu, lập tức lại đưa ánh mắt nhìn vào Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên. Tần Vũ lúc này sắc mặt bình thản, trong mắt lại xen lẫn vẻ vui mừng kích động. Hiển nhiên gặp được Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh, tâm tình ông lúc này cũng rất hỗn tạp. Đế Thích Thiên lạnh lùng nhìn Tần Vũ, cũng tự nhiên nói: Tần Vũ ư? Hai người đồng thời gật đầu, sau đó lại cùng bật cười ha hả. Ngươi cũng muốn cướp đoạt thiên đạo chi nhận sao? Đế Thích Thiên cười một tràng dài, đột nhiên ngưng cười, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Tần Vũ, âm nhu nói: Ta bất kể vì sao trên người của ngươi có thể phát sinh ra kỳ quan ngũ tinh liên châu, cũng không muốn để ý tới sự ân sủng của thiên đối với ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi tưởng muốn cùng ta cướp đoạt thiên đạo chi nhận đó, ta sẽ không bởi vì ngươi là thiên nhân mà hạ thủ lưu tình. Huống chi ngươi nếu là con dân của thiên giới ta, đương nhiên cũng là con dân của Đế Thích Thiên ta. Nếu như ngươi quyết ý muốn cùng ta đối địch, như vậy ta sẽ đem tất cả bằng hữu của ngươi tại thiên giới toàn bộ mà giết sạch. Thanh âm của Đế Thích Thiên cực kỳ lạnh lẽo, tàn khốc, mà phảng phất giống như một làn gió lạnh thổi vào tai, khiến cho Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên, ngay cả đến Tình Nhi ba người đứng ở phía sau Tần Vũ, đều là toàn thân phát lạnh rùng mình. Nhìn trước mặt không dám tin, đó là đế quân được tôn xưng là chí tôn của thiên giới. Thực sự nghĩ không xa, ở trong ấn tượng của bọn họ, hẳn nhiên là thiên nhân hoàng giả, vô cùng chính trực, uy nghiêm, lại có thể nói lên tiếng nói âm trầm, u ám như vậy. Tần Vũ nhìn thẳng vào Đế Thích Thiên, trong mắt tóe ra quang mang vàng chói, trên mặt hiện đầy vẻ khinh thường, có phần châm biếm, nhàn nhạt nói: Ta Tần Vũ, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ, không có vì người khác uy hiếp, bức bách mà chùn bước đâu. Khẽ nghiêng đầu, trong mắt Tần Vũ tràn ngập ánh mắt ôn nhu và thương nhớ nhìn Hồng Quân bên mình, dáng vẻ mi thanh mục tú, trên dung mạo thoáng hiện vài nét của Lập Nhi, đây là nhi tử của bọn họ. Nghĩ đến Lập Nhi tại phương trời xa thẳm nhân giới kia, giọng nói của Tần Vũ dần dần kiên định lại, lạnh lùng nói: Cũng chính vì lúc này ta cuối cùng đã gặp lại người yêu quý nhất, rốt cục thành tựu trưởng khống giả tối cao vô thượng, cũng chính là hài tử của ta. Nói xong, Tần Vũ giơ tay lên âu yếm vuốt đầu của Hồng Quân, nhìn về phía sắc mặt càng lúc càng u ám của Đế Thích Thiên, vừa cười vừa nói: Người không nghĩ tới phải không, hắn Hồng Quân là nhi tử của Tần Vũ ta, còn ta đúng là cùng với Thiên Mông chí tôn hoàng giả của Tu La giới lúc trước giống nhau, vì truy tìm thiên đạo vô thượng kia mà buông bỏ tu vi vô địch của kiếp trước, đi vào trong lục đạo luân hồi với ước vọng đạt được cái kết quả cuối cùng. Tự hồ đã từ rất lâu cũng không nói nhiều lời như vậy,
Tần Vũ hôm nay rõ ràng nhìn thấy đổi khác, cực kỳ vui vẻ. Nguyên nhân vì đâu không cần phải nói ra, đó là gặp được Hồng Quân và Huống Thiên Minh. Cũng vì vậy khiến cho Hồng Quân và Huống Thiên Minh cũng có chút kinh ngạc biểu hiện hôm nay của Tần Vũ. Bất quá, dù sao Tần Vũ vô luận làm ra chuyện gì, bọn họ cũng không có tư cách khoa tay múa chân. Nói cách khác, ở trong ấn tượng của bọn họ, chỉ cần Tần Vũ muốn làm, hầu như không có việc gì không làm được. Không nói đâu xa, hãy nhớ rằng tại trong vô danh không gian, thần uy của Tần Vũ đã làm cho Huống Thiên Minh rất là thán phục. Với tu vi cùng cấp là trưởng khống giả, sức một người địch ba người không nói, mà lại hoàn toàn đem ba người kia giết sạch. Đây là tu vi thuộc cái dạng gì mới có thể làm được đây? Đây là công pháp tuyệt thế gì mà có thể làm cho Tần Vũ đạt tới cảnh giới như thế vậy đây? Nhìn Tần Vũ dịu dàng vuốt ve đầu của Hồng Quân, Huống Thiên Minh trong lòng không khỏi có chút hơi cay cay mắt. Nghĩ đến công pháp tinh thần biến của Tần Vũ sáng tạo ra vô số kỳ tích, hắn không khỏi tưởng tượng, giá như lúc trước Thiên Mông khi còn sống, nếu có thể quen biết được nhân vật như Tần Vũ, ông há có thể bị người ta ngầm ám hại. Mọi người tại đây sau khi nghe qua lời của Tần Vũ, cơ hồ không người nào là không lộ ra vẻ xúc động kinh hãi. Đứng ở bên cạnh Tần Vũ, Mục Thiên và Cam Vân đúng là kinh ngạc nhất. Hai người quan sát Hồng Quân không dám tin tưởng, trong lòng tràn ngập ý nghĩ vô lực và lo lắng, cùng qua ánh mắt hướng về phía Tình Nhi đang đứng ở một bên đã có chút không ổn, sắc mặt tái xanh, không còn chút huyết sắc nào. Còn về phần Tình Nhi, lúc này lại hận sao mình trước nay chưa từng sinh ra ở chốn này, thậm chí còn chưa hề một lần nào nghe qua những lời nói ấy, làm cho nàng thương tâm gần chết. Nàng khổ sở lắc đầu, cắn chặt hàm răng, làm cho những giọt lệ nơi vành mắt nhẹ lay động. Toàn bộ những lời nói này vừa mới nghe được làm cho đầu óc nàng rung động. Nàng nhớ lại những hình ảnh tươi đẹp trong những ngày qua, ước sao trở lại một khắc vừa mới đây cũng tốt. Chỉ cần Tần Vũ đừng nói ra những lời như thế này là tốt rồi. Thiên địa đang xoay tròn, trái tim tự hồ bị người ta tàn nhẫn chém một đao. Dòng máu đỏ tươi nóng bỏng kia dần dần từ trong trái tim bị tổn thương phun ra, cả thân thể phất run lẩy bẩy. Thiên thật sự quá vô tình. Tình Nhi lẩm bẩm nho nhỏ, giờ khắc này nàng đã quên còn có những người khác tồn tại xung quanh mình. Trong đôi mắt nàng bị một màn hơi nước bao phủ, chỉ có thân thể hùng vĩ kiên cường trong ngày xưa ấy cùng mùi vị rất quen thuộc nọ làm cho nàng không có lúc nào là không thanh thản toàn tâm nghĩ tới khuôn mặt anh tuấn cùng với vòng tay và lồng ngực ấm áp kia. Một bàn tay to ấm áp đỡ lấy trước khi nàng sắp té trên mặt đất, nắm bả vai của nàng, trong bàn tay thon dài trắng nõn mang theo làn hơi ấm, làm cho nàng không tự chủ được liền ổn định tâm tình lại, làm cho nàng trong lúc tâm tình tuyệt vọng như sóng ba đảo quay cuồng đã có thể giữ được niềm tin của mình. Đúng vậy, bàn tay kia là tay của Tần Vũ. Đế Thích Thiên đã sớm trợn mắt há hốc mồm, hắn nghe lời nói của Tần Vũ trong đôi mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin được, lúc thì liếc nhìn Hồng Quân, lúc thì lại quan sát Tần Vũ. Tâm cảnh vững vàng thuộc về hoàng giả đó trong lúc nhất thời đã bị Tần Vũ phá sạch sẽ. Cơn sóng lòng rung động khiến cho thần thức của hắn nhất thời đã bị ảnh hưởng, cũng không cách nào dò xét được trong từng cọng cây ngọn cỏ trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh nữa. Một làn gió núi từ chân núi truyền đến, thoáng dẫn theo làn hơi mát lạnh kèm theo tiếng rít gió vù vù, làm tan biến đi những lời nói của Tần Vũ. Không khí tại đây nhất thời ngưng trệ, phá tan sự trầm tư trong lòng mỗi người, cũng đánh tan đi nỗi khó chịu đã khiến cho người ta rất là buồn khổ. Người là nói hắn là con của ngươi. Đế Thích Thiên dù sao cũng là hoàng giả thiên nhân tộc, chí tôn của thiên giới, tâm cảnh trải qua hơn ức vạn năm há phải tầm thường. Chỉ trầm mặc ngắn ngủi trong một lúc, hắn liền lại khôi phục trong lòng ổn định, không còn dao động nữa, trầm ngâm một chút mở miệng hỏi Tần Vũ. Tần Vũ gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tự hào, khẳng định nói: hắn Tần Sương là nhi tử của ta, Tần Vũ. Tần Vũ vốn rất tự hào, tinh thần biến nguyên là do Lôi Vệ sáng lập ra, nhưng có điều Lôi Vệ cũng chỉ sáng tạo ra nền móng khởi đầu của công pháp, rồi sau đó tất cả phương diện trọng yếu và cảnh giới của công pháp đều do Tần Vũ chính mình sáng lập. Ông đã tốn thao bao nhiêu tâm huyết trong những năm đó. Còn Tần Sương cũng là Hồng Quân, lại là hậu sinh khả úy, trẻ tuổi tài cao, tuy rằng không đến mức vượt qua ông, nhưng cũng chỉ là hiện tượng tạm thời. Dựa theo ước đoán của Tần Vũ, với Hồng Quân đạo do Hồng Quân tự nghĩ ra làm nền móng, một khi đại thành, chỉ sợ rằng trong thiên hạ cũng chỉ có Thiên mới có thể đủ sức hoàn toàn đánh bại hắn. Bằng không, cho dù là đại ca Hồng Mông và nhị ca Lâm Mông cũng không cách nào làm gì được hắn nữa rồi. Lời nói tự hào của Tần Vũ làm cho Hồng Quân một trận lệ nóng doanh trọng. Tại trong trí nhớ của hắn, không có bao lần được phụ thân tỏ ý khen ngợi như vậy.
Nói đến cũng rất kỳ quái, Tần Vũ ở kiếp trước trong thời gian còn nhỏ, vì không được phụ thân quan tâm, chăm sóc nhiều hơn mà liều mạng tu luyện, hết lần này đến lần khác, từ trong gian khổ đổ máu và nước mắt mới đột phá bản thân đến cực điểm. Tới một đời của Hồng Quân kia lại giống như thế. Dưới hào quang bao phủ của thiên tài Tần Tư, tâm tình của Hồng Quân đúng là cực kỳ phức tạp. Hắn nhận được bất quá cũng chỉ là lời hứa trợ giúp của phụ thân mà thôi. Hôm nay cuối cùng nhận được lời khen ngợi mà hắn vẫn luôn chờ mong, sao có thể không hoang mang cả cõi lòng, lệ nóng doanh tròng. Một bàn tay lớn vỗ lên bả vai, thanh âm ghen tị của Huống Thiên Minh truyền vào trong đầu, làm cho Hồng Quân nhất thời thu lại hỗn loạn trong lòng. Tiểu Quân à, phụ thân của ta nếu như còn sống, có thể giống như Tần Bá Phụ hay không? Có thể tự hào nói với người khác Huống Thiên Minh ta là nhi tử của ông ấy hay không? Hồng Quân buồn cười, gắng sức gật gật đầu, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào hình bóng cao lớn trước mặt. Đó là bóng lưng của phụ thân, hình bóng ấy có thể chắn gió chắn mưa bao bọc cho hắn. Mặc dù là hôm nay chính mình đã trưởng thành, mọc đủ lông đủ cánh, sẽ không để cho bất cứ ai có thể dễ dàng xúc phạm tới mình, nhưng cũng làm cho chính mình cảm thấy an toàn, cảm thấy ấm áp. Chẳng qua vì sao nữ tử xinh đẹp bên cạnh thần sắc phức tạp lại như thế này? Hắn buồn bực liếc nhìn Tình Nhi một cái, trong lòng tràn ngập điều khó hiểu. Đế Thích Thiên cũng giống vậy, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Vũ, trong đầu hiện ra hình dáng Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn. Đó là hai nhi tử hắn sủng ái nhất, đắc ý nhất. Hôm nay so với nhi tử của Tần Vũ, nhưng làm sao lại kém hơn rất nhiều như vậy? Nghĩ đến lời nói của Tần Vũ kia tràn ngập hào khí cùng tự tin, sắc mặt của Đế Thích Thiên tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Tần Vũ lại một lần nữa hỏi: "Ngươi thật sự muốn đối địch cùng ta?" Tần Vũ ha ha cười một tiếng, hào khí ngất trời nói: "Tần Vũ ta từ trước đến giờ không có chủ động gây sự cùng ai, lại càng không phải e sợ với bất kỳ người nào khác. Nếu như ngươi buông bỏ cái thiên đạo chi nhận vốn thuộc về Thiên Minh Tu La tộc chí bảo, Tần Vũ ta nguyện ý cùng ngươi chung một đường đồng mưu cộng sự. Bằng không, mặc dù ngươi tu vi cao hơn ta, cũng nhất định đem hết toàn lực ngăn cản, không cho ngươi đoạt được cái vật vốn không thuộc về ngươi." Đế Thích Thiên ánh mắt hơi nheo lại, quanh thân đột nhiên bùng phát ra khí thế mãnh liệt. Dần dần sắc mặt hắn vốn đang ngâm trầm đến cùng cực đã chậm rãi bình phục trở lại, ngược lại hiện lộ ra vẻ tươi cười, lập tức biến thành cười to một tràng dài. "Tốt, tốt, ức vạn năm đến nay, Đế Thích Thiên ta trừ Thiên Mông ra chưa bao giờ gặp qua địch thủ thực sự. Cho dù Tát Hải kia được xưng là có được không gian của chính mình, nhìn thấy ta cũng phải tránh xa trăm dặm, nhưng không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại gặp được hán tử như ngươi. Tần Vũ, ngươi nhận được sự tôn trọng của ta." Tần Vũ lạnh nhạt cười: "Tôn trọng ư? Tự hồ cái từ này đối với ông mà nói là không có ý nghĩa chút nào. Tôn trọng chỉ có cường giả mới có thể được có sự tôn trọng. Đây là dựa vào chính mình ra sức thực hiện mà có. Còn Tần Vũ đã sớm bỏ sức thực hiện quá nhiều rồi. Vậy thì để chúng ta quyết phân thắng bại đi." Đế Thích Thiên ý khí phong phát quát to. Mặc dù cách ngày thiên đạo chi nhận xuất thế còn khoảng gần trăm năm thời gian, thế nhưng hôm nay chúng ta hãy nhất quyết sinh tử, dùng vũ khí trong tay chúng ta để quyết định đến tột cùng là ai mới có tư cách có được thiên đạo chi nhận nào. Vừa nói, trong tay quang mang chợt hiện, một đạo kiếm quang cực kỳ rực rỡ đột nhiên bắn lên bầu trời, mà ngay cả đám mây trắng như bông kia cũng bị kiếm quang ấy xua tan đi. Sát ý khôn cùng đem Tần Vũ bao phủ vào trong đó, một trận đại chiến hết sức căng thẳng, cơ hồ chạm vào là nổ bùng ngay. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.